too. I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you. Yeah, I know it'd be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy, cause I can't have what I want, and neither can you. Careful with words, but it's still hard to read me. Stress high when the trust low. Bad vibes with the fungo. Try to open up and love more. Try to open up and love more. You were my boyfriend. If you were my girlfriend, I probably wouldn't see nobody else. But I can guarantee that by myself. Chào mừng quý vị cùng đến với trận đấu đáng chú ý nhất và đáng chờ đợi nhất của vòng đấu này. Một cuộc chạm trán giữa hai đội bóng đối lập nhau, từ màu sắc cho đến phong cách chơi. Một đội bóng thì thích kiểm soát, còn một đội bóng thì giàu tốc độ. Đã chính thức diễn ra. Rodri, Houston, đội phù rất thoáng, rất chủ động, qua người quá dễ dàng. Đó là những tình huống phạm lỗi cần thiết để khiến cho quả bóng không đến gần với khu vực nguy hiểm.
không thành công và bắt bài chính xác và khôn ngoan. Toni Kroos. Tài người. Thôi! Johnston. Một chuyền rất hợp lý. Lỗi rồi. Toni Kroos. Đang là những sự tìm kiếm phương án phát triển bóng lên. Rodri rất bình tĩnh. Không được. Bernardo Silva. Cần phải duy trì sự tập trung. Rất thoáng. Phản công. Hợp lý. Kevin De Bruyne. Vinicius. Phản công. Và cắt bóng tốt. Cơ hội phản công. Erling Haaland. Erling Haaland. Không được. Và cắt bóng tốt. Kevin De Bruyne. Phil Foden. Vinicius. Vinicius. Rất thoáng. Dứt điểm. Tình huống bóng lót quá tốt. Luka Modric. Đội bạn đá quá quyết liệt. Một góc đá phạt cực kỳ nguy hiểm. Ai sẽ là người sút quả này đây? Dứt điểm. Bóng đi vào điểm chết của khung thành. Không có thủ môn nào có thể ngăn cản cú dứt điểm vừa rồi. Bàn thắng tiếp tục lại đến ở một khoảnh khắc mà người ta không thể ngờ. Từ tình huống nhận bóng tới tình huống dứt điểm đều hoàn hảo. Một bàn thua mà người ta chẳng thể tưởng tượng nổi. 10 giây dặn kinh nghiệm lại mắc một sai lầm ngớ ngẩn như vậy. It's a goal thanks to number 10. Tốc độ của trận đấu đang được duy trì ở mức vừa phải. Cả hai đội đều không muốn mạo hiểm. Luka Modric. There will be 1 minute added time. Không hiểu ý rồi. Quả người thành công. Tuyến 2.
với những cổ động viên vì họ vẫn đang chết lặng. Và bây giờ thì họ thở phào. Thở phào khi mà quả bóng đã rời xa khung thành của họ. Đã có lỗi việt vị. Vậy là hiệp 1 đã khép lại và chúng ta sẽ chờ đợi xem hiệp 2 của trận đấu này sẽ có những diễn biến gì xảy ra. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ một phút. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi xem những gì sẽ diễn ra phía trước. Chắc chắn là nó sẽ rất hấp dẫn. Một chuyền quá hay. Tình huống chơi bóng điệu. Vinicius. Quá hay. Vinicius. Cơ hội phản công. Bernardo Silva, check release. Erling Haaland. Check release. Cú đá này. Không được. Johnston lại chậm mất rồi. Pha bóng hợp lý. Toni Kroos. Goal! Không thành công. Và bắt bài chính xác và khôn ngoan. Rất đẹp. Rất nguy hiểm. Và bây giờ sẽ là sự điều chỉnh nhân sự. Xuất chút nữa đã có cơ hội dứt điểm. Dứt điểm. Chấp thời cơ rất nhanh và thể hiện được đẳng cấp của mình với pha xử lý rất hay vừa rồi. Cực kỳ khôn ngoan và lạnh lùng trong dứt điểm. Có một cảm giác rằng anh có thể làm tốt hơn với quả bóng vừa rồi. Anh có thể đấm bóng hoàn toàn như vậy, nhưng anh đã do dự trong việc bắt dính hoặc là đẩy bóng đi thật xa. Cứ tưởng là anh vào cho vui trong khoảng thời gian còn lại, nhưng ở nhịp vui đầu tiên thì đó thực sự là niềm vui. Dứt điểm. Choáng váng và không hiểu điều gì đang xảy ra. Đây là một tình huống tấn công trực diện với khung thành và lần này là một đường trống khe chứ không phải là một đường bóng dài, bóng bổng hay là ra biên nữa. Và xử lý là bóng sắc cá nhân và cũng có một chút may mắn đã giúp cho anh có được cú đúp ngày hôm nay. Phil Foden. Kevin De Bruyne. Phil Foden. Những pha đi bóng tốc độ. Erling Haaland. Khi một thủ môn đã có được sự tự tin trở lại thì rõ ràng là chúng ta thấy thủ môn ấy sẽ chơi tốt như thế nào. Rất quyết liệt. Vinicius.
một pha bóng chính xác. Không được. Vinicius. Đường chuyền hay. Đường chuyền thông minh, những pha chuyển biên rất gọn, lựa chọn an toàn và hoàn toàn hợp lý, rất quyết liệt, phối hợp hay, di chuyển tốt. Phút nữa là cuối đầu này sẽ khép lại. Không được. Lỗi rồi. Một tình huống giải vây.